bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu đại Bồ Tát nương vào sự không tăng không giảm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa và do pháp môn này tập hợp tất cả công đức để chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì đại Bồ Tát ấy đã dùng sơ tâm để chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, hay dùng hậu tâm để chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát ấy nếu dùng sơ tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao Tột, thì khi sơ tâm khởi hậu tâm chưa khởi không có tính hòa hợp. Còn nếu dùng hậu tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thì khi hậu tâm khởi thì tiền tâm đã diệt không có tính hòa hợp như vậy thì tâm tâm sở pháp trước sau tấn thối trồi sụt không có tính hòa hợp thì làm sao có thể chứa nhóm thiện căn được nếu chẳng thể chứa nhóm các thiện căn được thì làm sao bồ tát có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột phật dạy này thiện hiện ta sẽ nói một thí dụ ngắn gọn khiến người có trí theo ý nghĩa diễn đạt có thể dễ dàng hiểu được này thiện hiện theo ý ông thì sao như khi thắp đèn thì ngọn lửa ban đầu đốt tim hay ngọn lửa sau đốt tim bạch thế tôn theo chỗ con hiểu thì chẳng phải ngọn lửa ban đầu đốt tim cũng chẳng lìa ngọn lửa ban đầu mà có thể đốt tim chẳng phải ngọn lửa sau đốt tim cũng chẳng lìa ngọn lửa sau mà có thể đốt tim này thiện hiện theo ý ông thì sao cái tim bị đốt chăng bạch thế tôn theo cái thấy thông thường thì cái tim bị đốt thật phật dạy này thiện hiện các đại bồ tát cũng giống như thế chẳng dùng sơ tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng lìa sơ tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột chẳng phải dùng hậu tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột cũng chẳng lìa hậu tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột do vậy các đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện các đại Bồ Tát từ sơ phát tâm tu hành bát nhã ba la mật đa viên mãn mười bậc, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch thế tôn các đại Bồ Tát tu học mười bậc nào viên mãn, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Phật dạy này thiện hiện các đại Bồ Tát tu hành bậc cực hỷ cho đến bậc Pháp Vân, làm cho viên mãn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng học bậc tịnh quán, bậc chủng tánh, bậc đệ bát, bậc kiến, bậc bạc, bậc ly dục, bậc dĩ biện, bậc độc giác, bậc Bồ Tát, bậc như lai, làm cho viên mãn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện các đại Bồ Tát đối với 10 bậc này tinh cần tu học, khi được viên mãn, chẳng phải phải dùng sơ tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng lìa sơ tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chẳng phải dùng hậu tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, cũng chẳng lìa hậu tâm chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, do đó các đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột